Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi chương trình tìm hiểu các loại visa Úc cùng với công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam, công ty tên Đại Dương. Thì trong chương trình ngày hôm nay, trong số thứ 7 được phát hành thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về visa Úc diện 190 diện kỹ năng chỉ định thường trú tại Úc các bạn nhé. Thì visa độc lập diện kỹ năng chỉ định visa 190 dành cho các lao động muốn sang Úc sống và làm việc theo phương pháp tính điểm Point Test và được chỉ định bởi một cơ quan chính phủ của tiểu bang và vùng lãnh thổ ở Úc. Về điều kiện đối tượng áp dụng visa Úc 190 kỹ năng chỉ định thường trú tại Úc, để đủ điều kiện nộp đơn xin visa này, các bạn cần phải có thư mời của chính phủ Úc. Chính phủ Úc sẽ gửi thư mời cho các bạn nếu các bạn đảm bảo các điều kiện sau: được chỉ định bởi một cơ quan chính phủ thuộc tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ, công việc chỉ định cần nằm trong danh mục nghề nghiệp Skill Occupation List (SOL), bản liệt kê 1 và 2 và theo danh sách các vị trí việc làm xin bảo lãnh do chính quyền từng tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ của Úc ban hành. Kết quả sát hạch nghề phù hợp với công việc được chỉ định: dưới 50 tuổi, tiếng Anh thành thạo tối thiểu IELTS 6.0 cho mỗi điểm thành phần, đạt tối thiểu 60 điểm Point Test để được nhận thư mời xin visa. Khi nộp đơn xin visa, các bạn cần tiếp tục đạt điểm số Point Test được nêu cụ thể trong thư mời. Về cách tính điểm số như thế nào cũng như những ràng buộc nhất định của visa Úc diện 190, thủ tục và thời gian xét duyệt như cũng như là cái mức phí là bao nhiêu, hãy truy cập vào website của chúng tôi là duhocuc.info hoặc alo cho các điện thoại viên của chúng tôi theo số điện thoại 38484879 hoặc 38382080 để được hỗ trợ một cách tốt nhất cũng như là nhanh nhất. Chúng tôi có hai địa chỉ là 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất hoặc 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5. Chúng tôi có một chi nhánh ngoài thành phố Biển Nha Trang và không có chi nhánh ở ngoài Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong chương trình lần sau.